Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lập các vùng xanh cho nông sản để không đứt gãy chuỗi cung ứng. Quảng Nam hỗ trợ khoảng 20.000 người khó khăn do đại dịch Covid-19. Thừa Thiên Huế, những tấm lòng chung tay chống dịch. Sơn La khẩn trương di rời dân cư vùng thiên tai. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức ngay việc đàm phán với đối tác để mua và cấp phép, bảo quản và tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 theo đề xuất của 4 hiệp hội, gồm Hiệp hội Da giày, Túi sách Việt Nam, Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh. Bốn hiệp hội này đã chủ động tìm nguồn cung cấp vaccine COVID-19 từ một tập đoàn tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, kiến nghị Chính phủ và Bộ Y tế chủ trì đàm phán với đối tác hoặc chỉ định đơn vị nhập khẩu Việt Nam có đủ điều kiện triển khai thủ tục nhập khẩu, ưu tiên hỗ trợ các hiệp hội thực hiện việc tiêm chủng miễn phí cho người lao động. Mọi chi phí để triển khai các hoạt động trên sẽ do các doanh nghiệp của các hiệp hội ngành hàng trực tiếp chịu trách nhiệm. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn yêu cầu thiết lập các vùng đệm để tập kết hàng hóa, xây dựng luồng xanh, vùng xanh cho nông sản để không đứt gãy chuỗi cung ứng. Đặc biệt cần thiết lập các vùng đệm để tập kết hàng hóa cùng các địa phương xác định và xây dựng luồng xanh, vùng xanh cho nông sản không làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Đặc biệt là các nông sản có sản lượng lớn, thời vụ thu hoạch, thời gian bảo quản ngắn, đảm bảo đủ lương thực thực phẩm của người dân tại các địa phương áp dụng chỉ thị 16. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng yêu cầu các địa phương cần thống kê số liệu, thông tin về sản lượng, diện tích, thông tin về mùa vụ sản phẩm nông sản chủ lực, đặc sản của từng địa phương trên cả nước để cung cấp cho các đơn vị truyền thông, đồng thời theo dõi, nắm bắt điểm nóng tiêu thụ, chủ động phối hợp với địa phương xây dựng kịch bản tiêu thụ, tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch cho các nông sản chủ lực, đặc sản của địa phương theo mùa vụ, hỗ trợ tiêu thụ nông sản Việt trên các sàn thương mại điện tử trong tình hình dịch Covid-19. Với tinh thần cả nước vì Bắc Giang vì cả nước, mới đây, tỉnh Bắc Giang tiếp tục xuất quân đoàn xe ủng hộ nhu yếu phẩm thiết yếu cho hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Thực hiện đợt phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng, thu hút được sự tham gia của đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia. Kết quả đợt 2, tỉnh Bắc Giang đã thu được gần 130 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, lạc, mì gạo, bí xanh, bí đỏ, khẩu trang, nước sát khuẩn với tổng trị giá trên 3,6 tỷ đồng. Nhân dịp này, một số doanh nghiệp tại địa phương đã ủng hộ tiền mặt, nhu yếu phẩm cho hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Theo nghị quyết mới đây của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, dự kiến sẽ có khoảng 20.000 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động hoặc những người thực hiện cách ly tập trung trong đợt bùng phát dịch COVID-19 hồi cuối tháng 4 vừa qua đến nay được hỗ trợ kinh phí. Theo đó, những người lao động đang cư trú hợp pháp tại tỉnh Quảng Nam là lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác đang làm việc tại một số cơ sở dịch vụ, ngành nghề bị buộc phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19 kể từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 12 năm nay sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng một người trên ngày, tối đa không quá 2 triệu đồng một người và sẽ được nhận một lần. Ngoài ra, các trường hợp cách ly tập trung cũng sẽ được hỗ trợ tiền ăn với mức 80.000 đồng một người một ngày suốt thời gian cách ly thực tế. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện là 26,2 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Đến nay, chỉ có huyện Duy Xuyên đã ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ đối tượng cách ly tập trung là 306 người với số tiền 328 triệu đồng. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát và lây lan trong cộng đồng, rất nhiều mặt hàng, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp, như rau hoa gặp khó khăn đầu ra. Tuy nhiên, các nông hộ trồng cây lê hạt ở huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng vẫn đang sống khỏe giữa mùa dịch nhờ đầu ra ổn định. Mùa vụ trồng cây lê hạt hè thu vừa qua ở huyện Cát Tiên trùng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, hàng trăm hộ sản xuất các giống cây lê hạt của địa phương này vẫn bán được sản phẩm đầu ra, không xảy ra tình trạng ế hàng dội chợ. Bên cạnh đó, mức giá sản phẩm hạt giống cũng hầu như không chênh lệch nhiều so với khi chưa có dịch. Ngành nông nghiệp huyện Cát Tiên cho biết, diện tích trồng cây lê hạt toàn huyện hiện đạt khoảng 40 ha, phân bố chủ yếu ở các xã Đức Phổ, Quảng Ngãi, Tiên Hoàng và thị trấn Cát Tiên. Các cây trồng chủ yếu là đậu ớt bầu bí, trung bình mỗi ha trồng cây lê hạt cho thu nhập từ 200 tới 500 triệu đồng sau 10 tháng trồng, cao hơn 3 tới 5 lần trồng lúa nước
và một số cây trồng truyền thống khác của địa phương. Nhu cầu thị trường sản xuất theo chuỗi liên kết cộng với sản phẩm cây lê hạt dễ tích trữ và bảo quản được xem là những nguyên nhân chủ yếu giúp đầu ra của các sản phẩm nông nghiệp này được duy trì ổn định ngay cả trong mùa dịch như thời gian vừa qua. Hôm nay ngày 9 tháng 8, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cử 30 cán bộ y tế thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, Bệnh viện Đa khoa Phú Nối, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà đến hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Đoàn gồm 30 bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên có tay nghề chuyên môn cao của 4 bệnh viện. Dự kiến đoàn sẽ vào hỗ trợ công tác phòng chống dịch cho tỉnh Đồng Nai, địa phương đang có hàng trăm ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày. Lãnh đạo Sở Y tế và các bệnh viện động viên chúc đoàn lên đường bình an, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giúp tỉnh bạn khống chế thành công và đẩy lùi dịch bệnh. Đúng 8 giờ 45 phút, đoàn công tác do bác sĩ Hoàng Quốc Khái, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, làm trưởng đoàn lên đường làm nhiệm vụ. Đây là lần thứ hai tỉnh Hưng Yên tổ chức đoàn cán bộ y tế hỗ trợ tỉnh bạn phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, vào tháng 6 năm 2021, tỉnh Hưng Yên cử 6 bác sĩ điều dưỡng hỗ trợ công tác dập dịch tại tỉnh Bắc Giang. Với mục tiêu chia sẻ những khó khăn với y tế công lập trong công tác phòng chống dịch, 10 bệnh viện tư nhân và rất nhiều bác sĩ trên địa bàn Hà Nội đã tham gia truy vết, xét nghiệm và tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân thủ đô. Trong 2 ngày qua, các bệnh viện này đã hỗ trợ xét nghiệm lấy mẫu các trường hợp liên quan đến các chùm ca bệnh mới phát sinh. Với mục tiêu truy vết thần tốc và khoanh vùng nhanh, Hà Nội đã kêu gọi hệ thống y tế tư nhân tham gia vào công tác này. Đây là những bệnh viện có đủ điều kiện về nhân lực và phòng xét nghiệm được công nhận kết quả xét nghiệm PCR. Hà Nội đã huy động gần 10.000 nhân viên y tế là các bác sĩ, kỹ thuật viên và điều dưỡng tham gia vào công tác chống dịch. Điều này đã góp phần giúp Hà Nội truy vết một cách nhanh chóng các ca F1. Ví dụ như chùm ca bệnh tại công ty thực phẩm Thanh Nga đang được giao cho các bệnh viện tư nhân trên địa bàn hỗ trợ việc truy vết xét nghiệm. Chỉ trong vòng một ngày đã truy vết được hàng nghìn trường hợp liên quan. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, 10 bệnh viện tư nhân cũng đã được tập huấn kỹ thuật tiêm, sơ cấp cứu tại chỗ và đã triển khai tiêm tại một số quận huyện như Cầu Giấy, Tây Hồ, Long Biên và Hoàng Mai. Thực hiện chỉ thị số 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, các địa phương đã nhanh chóng triển khai lực lượng, chốt chặn kiểm soát địa bàn, huy động sự vào cuộc của nhiều lực lượng, đảm bảo túc trực tại các chốt, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm giãn cách, ghi nhận tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Đây là một chốt kiểm soát tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Tham gia vào lực lượng có các cán bộ hưu trí tích cực làm nhiệm vụ vì mục tiêu đảm bảo an toàn cho nhân dân và thành phố. Trách nhiệm và nghĩa vụ của một người cán bộ công an hưu ở địa phương phải đóng góp một phần trách nhiệm của mình với phòng chống dịch ở địa phương, hỗ trợ lực lượng anh em công an chính quy và các lực lượng khác thực hiện công tác là kiểm tra, kiểm soát. Để thực hiện nghiêm quy định giãn cách theo chỉ thị 05 của thành phố, quận Liên Chiểu đã thiết lập gần 50 chốt kiểm soát trên các trục đường giao thông chính ở các khu dân cư, lập tổ tuần tra lưu động, tổ giám sát từ quận đến phường. Lực lượng công an cũng đã chuẩn bị trước, sẵn sàng các lực lượng 100% quân số trực tại đơn vị, triển khai lên kế hoạch triển khai đều các chốt và chuẩn bị các điều kiện phương tiện, huy động các lực lượng liên quan các cấp ở các địa phương, cán bộ hưu trí, đoàn viên thanh niên, đặc biệt là các đồng chí công an hưu còn sức khỏe. Tại các cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh địa phương đang áp dụng cách ly xã hội mạnh hơn, cao hơn, vì vậy cần phải linh hoạt trong việc triển khai để đạt hiệu quả cao nhất. Ở Liên Chiểu là tôi thấy là rất là tốt. Đúng một cái khái niệm là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thì huy động được cả lực lượng công an nghỉ hưu này, cựu chiến binh này, giáo viên này, thậm chí là các cháu học sinh lớp 11, lớp 12. Cái sự linh hoạt trong cái xử lý và vận dụng là một cái yếu tố quyết định. Sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt kịp thời của các cấp chính quyền cùng với sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân, tinh thần chống dịch như chống giặc được phát huy mạnh mẽ. Cả thành phố Đà Nẵng đang rất quyết tâm đẩy lùi đợt dịch lần này. Những ngày này, phía sau sự căng mình của lực lượng tuyến đầu chống dịch luôn có những hậu phương sẵn sàng hỗ trợ sức người cũng như vật chất và tinh thần. Mới đây câu chuyện đẹp về người phụ nữ ở thành phố Huế
đập heo đất dành số tiền bao lâu tích cóp dưỡng già để ủng hộ chống dịch đã thêm tô điểm cho tinh thần đoàn kết chống dịch COVID-19 của người dân Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Tranh, trú tại phường Thuận Lộc, thành phố Huế, năm nay đã 75 tuổi. Tuy tuổi đã cao, nhưng vì không muốn làm phiền con cháu, lâu nay bà Tranh đã tự tích cóp tiền nuôi heo đất, dành tiền dưỡng già. Thấu hiểu sự vất vả, khó khăn của tuyến đầu chống dịch COVID-19, cũng như lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, bà Tranh đã dùng số tiền tích cóp lâu nay để ủng hộ cho công tác phòng chống dịch. Với số tiền tiết kiệm trong heo đất được gần 13 triệu đồng, bà đã mua 1 tấn gạo để ủng hộ các lực lượng tại khu cách ly tập trung. Nói chung lại là tình hình dịch của nước ta thì phức tạp, nên như tôi là một người dân, tôi muốn là chung tay góp sức với nhà nước, với cộng đồng để là chống dịch là điều thứ nhất. Điều thứ hai là tôi muốn gửi một món quà là đến là những khu cách ly, xin gửi 1 tấn gạo đến khu cách ly để là cho anh em cách ly là nấu cơm. Hôm nay những món quà của mẹ Nguyễn Thị Tranh, cái món quà này là một cái tình cảm rất lớn. Chúng tôi là lực lượng vũ trang và các lực lượng cảm thấy rất là xúc động và rất là cảm kích bởi tấm lòng của mẹ. Những ngày này, câu chuyện về sự ủng hộ của người dân cả nước cho công tác phòng chống dịch là rất nhiều, nhưng câu chuyện của bà Tranh thật đẹp khi truyền thêm cảm hứng. Khi đất nước cần thì không phân biệt tuổi tác, thành phần, mọi người đều có thể chung sức. Đó cũng củng cố thêm niềm tin đất nước sẽ sớm chiến thắng dịch COVID-19 trong một tương lai không xa. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương có diễn biến dịch phức tạp không thể tựu trường vào ngày 1 tháng 9 tới, thì lùi thời gian tựu trường muộn hơn và chỉ cho học sinh đến trường khi đảm bảo các điều kiện an toàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên cho phù hợp với thực tiễn của địa phương. Thời gian nghỉ học, thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của cả nước. Học sinh, học viên, sinh viên tỉnh Bắc Ninh sẽ trở lại trường để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021 từ ngày 10 tháng 8. Theo đó, tỉnh Bắc Ninh cho phép học sinh, sinh viên không thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2 theo phân loại của ngành y tế, không ở những nơi bị phong tỏa và giãn cách xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, được trở lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ học phòng chống COVID-19. Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 5 tháng 5 đến nay, tỉnh đã ghi nhận 1.727 ca mắc COVID-19 tại 8 trên 8 huyện, thị xã, thành phố. Từ ngày 24 tháng 7 đến nay, tỉnh không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Huyện Mường La, tỉnh Sơn La là địa phương có địa hình chia cắt nhiều đồi núi, nên nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở là rất lớn. Trước thực tế đó, hàng năm trước mùa mưa bão, địa phương đã khẩn trương triển khai các dự án bố trí di rời dân cư vùng thiên tai đến nơi ở mới an toàn. Mường La là một trong những địa phương được xem là vùng rốn lũ của tỉnh Sơn La. Tại bản Lọng Bó, xã Trường Công nhiều năm nay đã xuất hiện vết nứt lớn ở dãy núi nằm phía trên bản, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Mỗi khi mùa mưa bão về, người dân luôn sống trong cảm giác bất an, lo lắng. Quả đồi này có vết nứt khoanh vùng từ mấy năm nay rồi. Bà con trong bản rất sợ. Bây giờ đã được nhà nước hỗ trợ nền nhà tại vị trí mới. Bà con mong được di chuyển đến nơi ở mới sớm để ổn định cuộc sống. Nứt đó có chỗ tụt hẳn hơn mét thì rất là nguy hiểm đến tính mạng của bà con nhân dân. Mùa mưa bắt đầu vào tháng 7, tháng 8 thì bà con nhân dân cũng phải tạm đi ở trốn mưa ở các cái lán. Trước thực trạng trên, huyện Mường La đã triển khai dự án bố trí sắp xếp dân cư cho 71 hộ dân tại bản Lọng Bó. Theo đó, các hộ dân sẽ được di chuyển đến nơi ở mới cách bản cũ khoảng 1,5 km. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 12 tỷ đồng với các hạng mục chính như san nền, tạo mặt bằng, đường giao thông, nước sinh hoạt, điện. Chỗ đấy là đang là tìm đường. Ưu tiên cho những một số hộ ở chỗ cái nguy cơ kia lên trước. Mà khi dỡ nhà thì huy động và cả bà con đi giúp đỡ lẫn nhau để chuyển tài sản. Và nhờ cái là cũng phải chắc phải huy động xe, vậy tức là thuê xe trở lên. Chúng tôi đã hoàn thành được khoảng 80% khối lượng. Và được 50 nền đã hoàn thành, đã có thể tiếp nhận dân để di chuyển lên. Nước sạch chúng tôi đã đưa về đến, hiện tại đưa về đã đến mặt bằng.
Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Mường La có 12 điểm dân cư với trên 420 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét khi xảy ra thiên tai. Huyện đã lập dự án đưa vào kế hoạch trung hạn để di chuyển dân cư với tổng vốn dự kiến trên 170 tỷ đồng. Năm 2021 đã có 2 dự án được triển khai với gần 120 hộ dân sẽ được di chuyển. Tuy nhiên, việc sắp xếp bố trí lại dân cư tại đây cũng gặp không ít khó khăn. Huyện Mường La chúng tôi chủ động đấy, những cái điểm nào mà dân tự di chuyển được, tự nguyện được thì tôi sắp xếp bố trí trước. Đấy. Còn những cái điểm mà lớn mà cần phải ngân sách nhà nước thì trình các cấp thẩm quyền và dùng các nguồn ngân sách nhà nước có rồi ngân sách của các cái xã hội hóa để chúng tôi thực hiện cái việc mà sắp xếp dân cư cho bà con. Năm 2020 tại Sơn La, thiên tai đã làm 4 người chết, 12 người bị thương, hơn 9.000 nhà ở bị hư hỏng, tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 220 tỷ đồng. Chính vì vậy, những dự án sắp xếp bố trí lại dân cư là hết sức cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân khi vào mùa mưa lũ. Trong thời điểm nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường phòng dịch, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều trường hợp vi phạm phòng dịch cũng như các quy định của pháp luật. Đáng chú ý mới đây, Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội phát hiện một vụ chuyển ma túy đá một cách tinh vi vào khu phong tỏa. Các đối tượng đã giấu ma túy trong một túi bánh mì hòng qua mắt lực lượng chức năng. Trong quá trình tuần tra kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn phường Trương Dương, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện nam thanh niên đi xe máy đang tìm mọi cách vận chuyển túi bánh mì vào trong khu vực phong tỏa. Thấy có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện trong túi bánh mì một gói ma túy đá. Đối tượng là Bùi Quốc Huy, 22 tuổi, trú tại Đông Anh, Hà Nội. Huy khai nhận đang chuyển vào cho đối tượng bên trong thì bị phát hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống, kinh tế xã hội. Các đối tượng phạm tội buôn người tranh thủ lợi dụng sự cả tin, nhu cầu mưu sinh của người dân, đặc biệt là người dân ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế kém phát triển để lừa đảo, mua bán người. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự sau. Gia đình ông Tê, trú tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, mừng mừng tủi tủi khi tìm được đứa con gái sau 6 năm mất tích. Trước đó, cô gái đi lao động từ năm 2014 rồi bật vô âm tín. Mãi đến năm 2020, nhận được một cuộc điện thoại nước ngoài báo tin, gia đình mới biết con đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Năm 2014, thì gia đình cũng rất là hoang mang, rất lo sợ để tìm em. Hy vọng thì là gia đình lúc nào cũng vẫn phải hy vọng thôi. Kể cả mong manh nhất vẫn phải hy vọng con nó trở về. Cho nên sau này là em nó điện báo về. Thì là gia đình xuống báo với công an xã, rồi báo công an huyện, công an là nhờ các tổ chức giúp được em ở bên đó về. Còn người phụ nữ này bị lừa bán khi lên thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang làm việc. Cô đi theo một người phụ nữ hứa giới thiệu việc làm cho mình, nhưng thực tế, việc làm duy nhất cô được nhận là làm vợ. Cái đi uống nước ấy, sau chị ấy... Em uống nước xong rồi ngất đi rồi, sau chị đưa em đi sang Trung Quốc. Sau lúc em tỉnh rồi thì ở bên nhà chồng em luôn. Mới đây, qua một trình báo của người dân về việc con gái 14 tuổi bị mất tích, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định cũng đã triệt phá một đường dây mua bán người dưới 16 tuổi. Tại ngôi nhà mà đối tượng nuôi nhốt nạn nhân, lực lượng chức năng còn phát hiện 6 bé gái dưới 16 tuổi, 2 cô gái trên 18 tuổi. Gia đình của các nạn nhân thì hầu hết là công nhân làm nông nghiệp, nên là phụ huynh cũng không có nhiều thời gian, nhiều điều kiện để mà quán xuyến cái việc học tập cũng như là sinh hoạt, cái thay đổi về cái tâm sinh lý của con cái. Có thể thấy những vụ việc buôn bán người vẫn còn diễn ra phổ biến, nạn nhân thường bị bán sang nước ngoài nên rất khó phát hiện, truy tìm. Đây là một trong những loại tội phạm nghiêm trọng bởi nó xâm phạm các quyền cơ bản của con người. Xã hội cần lên án mạnh mẽ hành vi này, đồng thời nâng cao cảnh giác, chung tay phòng chống tội phạm buôn người. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.